chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm, hay thường được gọi là khám sức khỏe tổng quát hiện nay tại Việt Nam, vẫn chưa được mọi người quan tâm một cách đúng mực. Nhiều người vẫn còn khá mơ hồ về việc khám sức khỏe tổng quát, và không biết khám như thế nào cho đúng và một năm khám mấy lần là đủ. Ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, nhịp sống nhanh hơn khiến chúng ta vô tình có những thói quen không tốt cho sức khỏe như làm việc quá sức, thức khuya, ăn uống không khoa học, căng thẳng do công việc quá nhiều, khiến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ, xương khớp, ung thư ngày càng trẻ hóa. Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm. Khám sức khỏe định kỳ không những đánh giá được tình trạng sức khỏe hiện tại, mà còn phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây bệnh trong tương lai. Khám sức khỏe tổng quát như thế nào cho đúng, cho đủ? Khám sức khỏe tổng quát là việc làm rất quan trọng và cần thiết để có thể phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ gây bệnh nhằm có phương án kịp thời để điều trị và phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên được thực hiện ít nhất 1 năm trên 1 lần. Tuy nhiên cũng sẽ tùy vào từng trường hợp, độ tuổi, tiền sử gia đình bác sĩ sẽ có lời khuyên và chỉ định phù hợp. Khám sức khỏe tổng quát gồm những hạng mục nào? Khám sức khỏe tổng quát là một dịch vụ gồm khám, xét nghiệm cho đến các dịch vụ cận lâm sàng toàn diện, nhằm tầm soát phát hiện sớm những nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn. Thông thường một gói khám sức khỏe tổng quát bao gồm 1. Khám lâm sàng. Người khám sức khỏe sẽ được kiểm tra thể lực bao gồm đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng, tính chỉ số BMI, kiểm tra mạch, đo huyết áp. Tiếp theo, bác sĩ sẽ thăm khám, kiểm tra tổng quát các cơ quan trong cơ thể để phát hiện các bệnh lý hô hấp, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, thận tiết niệu, cơ xương khớp. Sau khi khám tổng quát, người khám sức khỏe sẽ được khám bệnh các chuyên khoa, bao gồm khám mắt gồm nhiều bài kiểm tra thị lực và đo thị lực dưới kính hiển vi nhằm đánh giá thị lực, khả năng nhìn. Khám mắt giúp phát hiện sớm những nguy cơ mắc bệnh, tật về mắt nhằm điều trị kịp thời, tránh làm tổn thương thị giác hay các diễn biến xấu có thể xảy ra làm mất thị lực. Khám tai mũi họng. Tai mũi họng là các bộ phận trong cơ thể có liên quan mật thiết với nhau. Có thể bệnh lý tai mũi họng không quá như nguy hiểm nhiều căn bệnh khác, tuy nhiên lại thường kéo dài dai dẳng và tái phát. Khi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ sẽ đánh giá chức năng tai mũi họng, nếu có các bất thường sẽ điều trị dứt điểm ngay từ đầu. Khám răng, kiểm tra sức khỏe răng miệng nhằm phát hiện sớm các bệnh lý như hôi miệng, sâu răng, vôi răng, nha chu, để điều trị kịp thời. Ngoài ra, người đến thăm khám sẽ được bác sĩ tư vấn cách bảo vệ răng đúng cách, chăm sóc răng khoa học. Khám da liễu, thăm khám da liễu để phát hiện các rối loạn về da như viêm da, dị ứng, nhiễm trùng da do virus, vi khuẩn, nấm. Khám phụ khoa, bác sĩ sẽ thăm khám và khám tầm soát các bệnh lý phụ khoa như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng, viêm nhiễm sinh dục. 2. Xét nghiệm. Để đánh giá các chỉ số trong cơ thể, người khám sức khỏe định kỳ sẽ được thực hiện xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm máu thường quy bao gồm xét nghiệm công thức máu và xét nghiệm sinh hóa. Xét nghiệm công thức máu nhằm xác định số lượng và tỷ lệ các thành phần trong máu. Kết quả xét nghiệm giúp đánh giá người khám sức khỏe có bị thiếu máu hay không, cơ thể có đang trong tình trạng nhiễm trùng, chức năng đông máu có bình thường hay không. Xét nghiệm sinh hóa máu nhằm xác định các thông số quan trọng như đường máu, ure, creatinine, men gan át, an. Các chỉ số này giúp đánh giá chức năng gan, thận, chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Xét nghiệm nước tiểu. Tổng phân tích các thông số nước tiểu giúp xác định có tình trạng viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc mắc các bệnh lý về thận hay không. Một số rối loạn chuyển hóa cũng có thể được phát hiện khi xét nghiệm nước tiểu. 3. Chẩn đoán hình ảnh. Danh mục khám sức khỏe định kỳ bắt buộc sẽ bao gồm chụp phim X-quang tim phổi nhằm phát hiện sớm các tổn thương ở phổi cùng các vấn đề liên quan đến tim, lồng ngực. Ngoài ra, tùy tình trạng mỗi người đến khám, bác sĩ có thể chỉ định chụp phim X-quang các vị trí, bộ phận khác trên cơ thể. Bên cạnh danh mục khám sức khỏe định kỳ bắt buộc như trên, tùy theo đặc điểm độ tuổi, yếu tố nguy cơ, người khám sức khỏe có thể lựa chọn mở rộng gói khám thêm các chuyên khoa như ung bướu, nam khoa, phụ khoa, lão khoa.
Các kỹ thuật có thể được thực hiện như siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm vú đối với nữ, các đo loãng xương, điện não đồ, điện tâm đồ, xét nghiệm viêm gan B, C, chức năng tuyến giáp, xét nghiệm nội tiết tố. Trong trường hợp phát hiện các bất thường trong quá trình khám, bác sĩ có thể chỉ định làm thêm các kỹ thuật cao như chụp cộng hưởng từ MRI, chụp CT scanner. Những lưu ý khi đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Khi đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ, bạn cần lưu ý một số việc sau để việc thăm khám được nhanh chóng và thuận tiện. Bạn vui lòng không ăn sáng để khi thực hiện các xét nghiệm máu và nước tiểu được chính xác. Không được sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn. Phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt, vui lòng chờ sau chu kỳ kinh từ 5 đến 7 ngày mới thực hiện khám. Phụ nữ có gia đình nên tránh quan hệ tình dục trước ngày khám. Nếu bạn đang mang thai, vui lòng thông báo với nhân viên y tế hoặc bác sĩ để không chụp X-quang. Trong quá trình khám, nếu có phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm hoặc cận lâm sàng chuyên sâu để chẩn đoán. Để không phải chờ siêu âm quá lâu, bạn nên uống nhiều nước và nhịn tiểu cho đến lúc siêu âm bụng xong. Việc này sẽ giúp bác sĩ quan sát được toàn bộ bằng quang, tử cung, buồng trứng hoặc tiền liệt tuyến. Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng việc xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh và nhớ kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Chúc các bạn mạnh khỏe!